Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của Thanh. Hiện tại thì là Thanh đang ở Hà Nội. Và video ngày hôm nay thì Thanh muốn dẫn các bạn đi ăn một món mà cứ khi nào Thanh quay trở lại Hà Nội là Thanh sẽ lại đến cái quán này và mình lại ăn cái món này. Và sau đó thì sẽ đi dạo ở phố đi bộ Hồ Gươm. Tuy nhiên thì đã có một tai nạn xảy ra và mình chắc chắn là sẽ có một bạn đồng hành đi cùng mình trong video lần này. Tuy nhiên thì bạn ấy đang nằm còng queo ở trên giường và hiện tại giờ bạn ấy không có một cái bất kỳ hành động nào có thể đi ra được khỏi cái giường này. Mình đã đòi hỏi bạn ấy phải chuộc lỗi để làm sao cho mình không bị tụt hứng. Thật sự là mình cảm thấy rất là tổn thương sau khi bạn ấy nói ra một câu là không thể đưa đi được. Và bạn ấy đã chuộc lỗi bằng cách là mua cái món mà mình muốn chia sẻ cho các bạn ngày hôm nay để các bạn có thể cùng nhìn xem đấy là món gì. Mình sẽ đưa cho các bạn cảm nhận của mình khi mà mình ăn cái món mà mình thích nhất tại Hà Nội. Đây chỉ là một món ăn vặt thôi, nhưng mà cứ khi nào mình trở lại Hà Nội là mình chắc chắn mình sẽ phải ăn món này. Đó chính là món chè xoài. Ta-da! Đây chính là món chè xoài. Okay. Món chè xoài này mình ăn ở quán Vân Nhi Food and Dessert. Quán này thì mình ăn từ khi quán mới mở cho đến tận bây giờ, cứ quay trở lại Hà Nội là mình sẽ phải đến quán này để mình thưởng thức món này. Thực tế ra mà nói thì mọi người nghe cái từ chè thì mọi người sẽ nghĩ ra những cái món ví dụ như là chè bưởi, chè khoai, chè đỗ đen, chè đỗ xanh, chè đỗ đỏ, vân vân các loại chè. Và đương nhiên là mỗi một vùng miền sẽ có những cái loại chè khác nhau, nhưng cái hình ảnh của các món chè đấy luôn luôn là sẽ rất là lỏng và nó sẽ có rất là nhiều nhân bên trong liên quan đến cái tên của cái chè đó. Tuy nhiên thì cái món chè xoài này thì nó hoàn toàn khác so với cái khái niệm chè mà chúng ta đã ăn. Nó giống xoài xay ấy. Các bạn có thể nhìn thấy ở trong cốc chè này tên là chè xoài, đương nhiên là sẽ phải có xoài rồi đúng không ạ? Một màu vàng tươi. Ở trong món chè xoài này các bạn có thể nhìn thấy có rất là nhiều topping. Mình sẽ bóc ra cho các bạn nhìn nhé. Trời ơi, thật sự mình rất thích ở quán này đó chính là về mẫu mã cốc. Bình thường thì ăn ở các quán thông thường người ta sẽ cho cái cốc mà mình nhớ là nếu mà mình mua một mấy trăm cái thì có đâu có 70.000 ý. Nhưng mà riêng quán Vân Nhi này thì làm về chặt quá. Mình rất thích ở đây đó chính là cái bao bì của quán, họ làm cực kỳ chuyên nghiệp, cũng như là cảm giác khi mà được ăn những cái đồ đựng ở trong cái bao bì chuyên nghiệp như thế này thì mình cảm thấy ăn nó sẽ ngon hơn ý. Đây mọi người có thể nhìn rõ hơn về những cái topping ở trong món chè xoài nhé. Về món chè xoài này thì mình nghĩ gọi là chè nhưng mà thực tế nó giống như kiểu là sinh tố xoài, vì ở dưới này nó chính là phần xoài xay. Phần xoài xay được xay nhuyễn ra cùng với đá. Ở trong món chè xoài này có khá là nhiều topping. Đầu tiên là topping là những cái miếng xoài được cắt hình vuông nhỏ nhỏ như thế này, nhìn khá là đáng yêu. Tiếp theo có một cái, trời ơi, cái chân trâu màu xanh này cực kỳ là ngon các bạn ạ. Mình không biết nó là loại gì nhưng mà ăn nó mềm mà nó lại giòn. Thực ra mình cũng không biết nó như nào, nhưng mà nó là cái sự hoàn toàn, nó là sự kết hợp giữa mềm và cứng ý. Lúc nới đầu nhai thì nó mềm mềm, nhưng mà cắn sâu vào xong thì nó có một cái nhân ở bên trong ấy, nó sột. Ăn cảm giác rất là thích. Mình sẽ ăn thử miếng này nha. Tuyệt vời luôn các bạn ạ. Đó là cái topping mà mình thích nhất. Mặc dù là ở đây cũng chỉ được một hai cái thôi. Hồi đầu khi mà mình mới ăn cái này ấy, mình chỉ thích ăn có cái topping này thôi. Nên là đã có lần mình bảo là chứ không cần phải cho bất kỳ một cái topping nào khác, chỉ cần cho một mình cái topping này là mình ăn thấy đủ rồi. Bởi vì mình nghĩ là nếu như là một trong cốc chè xoài mà chỉ có tầm 5 miếng topping này thì mình ăn không đủ đã. Nhưng mà thực tế thì sau khi mà mình ăn xong một cái cốc này với 5 miếng topping đấy là mình đã cảm thấy no căng ruột rồi. Cho nên là mình đã rút kinh nghiệm là thôi cứ đầy đủ tất cả các topping như thế này là hay nhất. Đó là phần topping mà mình thích nhất. Thứ hai là thạch chân trâu. Nhìn nó khá là giống chân trâu thì tuy nhiên thì nó rất là bé, gọi là chân trâu maxi mini đi. Vì nó cực kỳ bé, cực kỳ nhỏ luôn. Mà ăn thì nó cũng dẻo, mềm. Nói chung là cứ đồ nào mà dẻo dẻo mềm mềm là mình thấy thích. Cái topping tiếp theo
là miếng topping màu trắng như thế này. Ăn thì nó giống như thạch thông thường thôi, nhưng mà vì nó trộn với cả vị xoài nên là cảm thấy khá là ngon. Hết rồi đó các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ thưởng thức cốc chè xoài này nha. Mời các bạn. Cái channel hôm nay mình xấu quá. Chính hắn là người đã gây ra tai nạn ngày hôm nay, đã khiến cho tôi không thể nào mà đi được phố đi bộ. Thật sự là tổn thương nghiêm trọng, tâm hồn mỏng manh. 12 seconds later. Hết rồi các bạn ơi, hết rồi. Trời ơi, chỉ trong vòng 3 giây 5 phút là mình đã ăn hết cái này rồi. Tính nó ngon quá và mình không thể nào mà dừng mồm được các bạn ạ. Mình thật sự là recommend các bạn nên ăn món này thử một lần. Nếu như các bạn nào ở các tỉnh khác đến Hà Nội, hoặc là các bạn đang ở Hà Nội và chưa biết hề biết đến món này thì nên thử nhá. Mình thật sự là recommend các bạn nên ăn món này. Và biết đâu sau khi các bạn đã ăn món này rồi thì các bạn lại nghiện giống như mình. Nếu như các bạn thấy video này thật sự là thú vị thì các bạn có thể là like video này cho mình nhá. Và nếu như các bạn muốn xem những cái video lần sau của mình thì có thể là ấn subscribe ở dưới và nhớ là ấn thêm một cái nút chuông nho nhỏ bên cạnh để có thể nhận được những cái thông báo nếu như mình có bất kỳ một video nào ra nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video lần này. Chào tạm biệt các bạn. Mình đang ở Hà Nội, mình đang ở phố đi bộ. Yeah, lâu lắm rồi mình được về Hà Nội. Yeah, trời, Hà Nội bây giờ rất là mát, thật sự là rất đẹp luôn ấy. Mà sao mình hôm trước thì nó rất thích luôn ấy, mình về đúng lúc luôn ấy, vui cực. Thế thì hôm nay nhưng mà phố đi bộ hôm nay đang rất là đông, tại vì là người ta phải chụp kỷ yếu và chụp có quá nhiều người chụp kỷ yếu luôn ấy. Đây là hồ Gươm, hay gọi là bờ hồ, hay gọi là hồ Hoàn Kiếm. Bầu trời rất đẹp nhưng mà nó vườn cái cây. Đây là hình ảnh thơ mộng nhất ở Hà Nội. Không chơi.